Wow, nếu mà lâu nay các bạn chưa sử dụng mỡ heo để phi hành phi tỏi thì mình rất rất khuyên các bạn nên thử một lần trở lại với cái mùi này mà xem. Ngửi cái mùi này mà ai mà không thèm ăn ấy thì ắt hẳn người đấy là không có niềm đam mê với cả việc ăn uống và nấu nướng rồi. Thơm quá. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại Cardinology và mình đã trở lại với căn bếp của mình rồi đây. Và hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại với một món ăn cực kỳ dễ và mình nghĩ rằng là bạn nào cũng sẽ làm được. Đó chính là món xôi chiên với cả pate Hải Phòng. Trước kia thì mình đã từng làm một món pate khác, đó chính là pate gan gà. Đó chính là món khoái khẩu của mình vì mình thích gan gà vì cái độ mềm của nó. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ làm pate Hải Phòng, cũng là một loại pate rất là nổi tiếng nhưng mà nguyên liệu thì lại dễ kiếm hơn và mình nghĩ rằng là bạn nào cũng có thể làm được. Và bây giờ thì chúng ta hãy bắt tay vào làm đi nhé. Trước khi bắt tay vào làm thì các bạn hãy subscribe kênh cho mình nếu mà các bạn là người lần đầu tiên đến với Dinology, bởi vì khi đến với Dinology thì các bạn sẽ được xem rất là nhiều video về nấu ăn, ẩm thực, du lịch cũng như là phong cách sống. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Và đầu tiên đến với món này thì mình nghĩ rằng đây là một nguyên liệu khá là dễ kiếm, đó chính là gan lợn. Thường thì mình không ăn gan lợn nhưng mà bởi vì gan lợn ấy khi mà làm thành pate Hải Phòng thì phải nên dùng gan lợn, nó có một cái vị rất là đặc trưng. Ban đầu ấy mình hơi bị ác cảm với gan lợn, các bạn biết vì sao không? Vì món mì vằn thắn, vì hồi bé mình ăn gan lợn quá nhiều, nhưng mà về sau thì cũng ăn dần dần được rồi. Và khi mà các bạn nấu món này thì các bạn lưu ý là hãy ngâm gan ở trong sữa. Thì ngâm gan ở trong sữa, thứ nhất là gan nó sẽ ngấm nhiều sữa hơn thì cái vị của nó cũng sẽ bùi và béo hơn. Thứ hai là có một cái truyền thuyết rằng là ngâm gan ở trong sữa thì sẽ giải độc, bớt chất độc ở trong gan. Cái này thì không được kiểm chứng, nó cũng không phải là một thông tin khoa học hoàn toàn, nhưng mà chúng ta cứ tạm tin là như vậy. Bởi vì ở trong ẩm thực thì khi mà ngâm gan với sữa, các bạn cứ nhớ rằng là nó sẽ làm cho món ăn của chúng ta ngon lên. Vì vậy là đừng bao giờ quên bước này nhé. Tiếp đến, lần này thì mình đã chuẩn bị rất là kỹ, đó chính là mình đã ngâm gạo nếp ở trong nước lạnh. Phải đến 90% các video nấu ăn phải ngâm gạo, ngâm đỗ ở trên Dinology các bạn đều xem thấy rằng là mình hay ngâm bằng nước nóng, bởi vì mình nước đến chân mới nhảy. Nhưng mà lần này thì mình ngâm gạo rất là kỹ, ngâm gạo bằng nước lạnh và ngâm được khoảng nửa ngày rồi. Nên bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để đổ xôi. Trước khi mà cho xôi vào đồ ấy, thì mình sẽ xóc với một vài hạt muối và cho nó sắp đổ. Ok, đổ xôi thôi. Sau khi ngâm gạo xong ấy thì mình sẽ vo gạo sơ sơ để cho bớt nhớt một xíu thôi. Sau đó thì mình sẽ cho vào cái chõ để hấp xôi. Và ở đây thì mình sẽ cho khoảng một nửa thìa cà phê muối vào đây. Sau đó thì mình sẽ xóc cái gạo ở lên. Ủa quên, xóc thế hơi khó. Mình sẽ lấy một cái spatula đảo gạo lên một tí cho nó ngấm muối. Và mình sẽ để một cái lỗ ở giữa như này để cho hơi nước nó có thể lên được. Nhiều khi thì 2-3 lỗ thì càng tốt. Các bạn cứ để thế. Và chúng ta sẽ hấp xôi trong vòng khoảng 30 đến 40 phút. Và đó cũng là thời gian chúng ta ngâm gan. Và sau khi mà ngâm gan xong thì mình sẽ chỉ tiếp các bước cho các bạn. Còn bây giờ thì sẽ đến thời gian mà mình ngồi chơi game một tí và hẹn gặp lại các bạn sau một chút nữa nhé. Tiếp theo trong công đoạn làm pate thì mình sẽ bắt đầu đi chiên tóp mỡ. Thực ra thì một phần tóp mỡ mình sẽ để lại để tí nữa lót ở dưới pate. Mình lấy khoảng 1/3 chỗ tóp mỡ này, nó tương đương chắc với khoảng từ 6-70g cho đến 100g gì đấy, tùy theo lượng mỡ các bạn mua. Mình sẽ chiên cái tóp mỡ này lên để chúng ta có thể xào tỏi và xào hành, là một phần rất là quan trọng ở trong cái phần, là một phần rất là quan trọng ở trong cái pate, khiến cho pate thơm và ngon. Thông thường thì nếu mà các bạn lười các bạn thể sử dụng dầu ăn, nhưng mà mình muốn nó thật là thơm ấy thì mình sử dụng tóp mỡ. Còn bên này thì có vẻ như xôi của mình cũng đã gần được rồi. Bỏng. Thì mình sẽ bắt đầu giảm lửa xuống để cái hơi nước lên nhẹ nhẹ thôi và giữ cho cái hạt xôi nó vẫn còn dẻo. Đấy. Không có công việc mình rất thích đó chính là chiên tóp mỡ. Khi mà các bạn nhìn vật chất nó chuyển từ thể nọ sang thể kia ấy, rất là vui. Mỡ từ rắn ở dưới lớp bì của con heo chuyển dần thành mỡ lỏng. Có một đợt ấy, người ta nói rằng là chúng ta phải ăn dầu thực vật nhiều hơn, bởi vì ngày xưa thì bố mẹ chúng ta thì không có dầu thực vật ăn nhiều như bây giờ, mà đa phần là sử dụng mỡ động vật. Nhưng mà dần dần chúng ta dẫn đến một cái sai lầm ở trong kiến thức ăn uống, đó chính là chúng ta ăn quá nhiều dầu thực vật mà lại quên mất không ăn mỡ động vật. Cái tỷ lệ tốt nhất mà các nhà chuyên gia dinh dưỡng cũng như nhà khoa học khuyên, đó chính là chúng ta nên ăn dầu thực vật và mỡ động vật theo tỷ lệ 1:1. Có nghĩa rằng là một dầu thực vật thì một mỡ động vật. Để mỡ động vật có những cái thành phần rất là quan trọng trong sự phát triển của cơ bắp cũng như là não của con người. Vì vậy là các bạn cũng đừng có kiêng mỡ động vật quá nhé. Thỉnh thoảng ăn một chút cũng rất là tốt cho sức khỏe, nhất là dành cho trẻ em nữa. Như trẻ em chưa lớn hết thì mỡ động vật rất là nhiều chất cần cho sự phát triển các em. Và đây, bắt đầu tóp mỡ bắt đầu giòn rồi các bạn này.
Và tóp mỡ có một công dụng nữa là chính là nếu mà các bạn dùng tóp mỡ để rán đậu ấy, mình rất hay dùng tóp mỡ rán đậu, thì đậu rán lên sẽ rất phồng và rất giòn. Tóp mỡ này vẫn còn chiên thêm một chút nữa được nữa, nhưng mà mình chiên mức đại độ này thôi, vàng hơn mình cảm giác mỡ là cháy, mình cảm giác không yên tâm ấy, nên là thôi vừa vừa thôi, mình đâu thiếu tóp mỡ đâu mà phải chiên cho nó kiệt. Cái tóp mỡ thì tí nữa chấm nước mắm ăn cũng ngon. Sau khi mà được lượng mỡ heo thơm ngon dồi dào thế này thì mình bắt đầu phi hành. Mình phi hành lên cho thật là thơm. Ở đây thì mình cho vào khoảng 5 củ hành lớn. Ui, mỡ heo đi với hành thơm quá các bạn ạ. So với cả đi với dầu ăn thì chắc là mỡ heo đi với hành phải thơm gấp 5 lần. Thơm cực kỳ luôn. Chúng ta cũng phi hành như bình thường cho đến khi hành giảm bớt nước, hơi thơm một tí. Khi mà hành bắt đầu gần hết nước rồi ấy, thì chúng ta sẽ cho tỏi vào. Nguyên tắc phi hành tỏi là phi hành trước tỏi sau, hành trước tỏi sau, bởi vì là hành sẽ bền hơn với nhiệt và nó có nhiều nước hơn là tỏi, còn tỏi thì dễ cháy hơn. Đấy, khi mà các bạn thấy hơi nước nó không còn bốc lên nhiều nữa thì bắt đầu chúng ta cho tỏi vào. Wow, tỏi vào mùi còn đỉnh cao hơn nữa các bạn ạ. Wow, nếu mà lâu nay các bạn chưa sử dụng mỡ heo để phi hành phi tỏi thì mình rất khuyên các bạn nên thử một lần trở lại với cái mùi này mà xem. Ngửi cái mùi này mà ai mà không thèm ăn ấy thì ắt hẳn người đấy là không có niềm đam mê với cả việc ăn uống và nấu nướng rồi. Thơm quá. Bắt đầu mọi thứ vàng rồi thì mình tắt bếp và để chỗ này ở đây, tí nữa chúng ta sẽ xài. Chúng ta quay trở lại với cả phần chế biến pate. Gan đấy thì ngâm cũng sẽ gần được rồi. Tiếp theo là mình sẽ phải ngâm bánh mì, bởi vì chúng ta sẽ cần bánh mì để độn vào trong cái pate. Khi mà chúng ta độn bánh mì trong pate thì pate sẽ rất là mềm. Đi với cả thịt xay nữa thì còn mềm nữa. Ở đây thì mình lấy một chút sữa. Một bịch sữa này của mình thì nó sẽ vào khoảng 250ml, 220. Sao không ghi vậy ta? Nói chung là một nửa chỗ này đi. Đó, vì chúng ta chỉ cần ngâm làm sao cho bánh mì nó mềm ra là được. Và chúng ta sẽ bỏ cái phần viền bánh mì nhé, chúng ta chỉ lấy ruột thôi. Ở ngoài Hà Nội ấy, thì người ta làm món bánh mì Hải Phòng này, người ta còn lấy cái bánh mì bình thường của Việt Nam ấy ngâm, và cả vỏ cả ruột cơ. Mình quen làm kiểu pate gan gà mình nên mình lấy ruột. Thực ra các bạn lấy vỏ cũng không sao hết. Chúng ta sẽ ngâm vào sữa để cho nó ngấm sữa. Phần vỏ bánh mì này tí nữa cho matcha xử lý. Ở đây thì mình sẽ mua thịt nạc dăm. Vì thịt này cũng sẽ xay ra thôi nên là mình sẽ không cần cắt cho khéo lắm, và chúng ta chỉ cần cắt nhỏ ra để cho máy xay nó xay đều hơn. Các bạn cứ cắt cho nó nhỏ và chúng ta sẽ sử dụng máy xay. Nếu mà nhà các bạn có máy xay thịt thì thật là tuyệt. Còn mình thì mình chỉ sử dụng cái máy xay đa năng của mình thôi. Dao cùn quá, lâu lắm rồi không thấy ông mài dao của mình ghé qua để nhờ chú ý mài cho bộ dao. Dao càng ngày càng cùn, nấu ăn cả năm nay rồi mà chưa mài lại dao. Sau khi mà thái được vừa vừa này thì mình sẽ cho vào trong máy xay. Và chúng ta sẽ xay. Và xay được một lúc ấy thì nó sẽ như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xử lý phần tiếp theo, đó chính là gan. Gan ở đây thì mình đã ngâm ở trong sữa cũng được một thời gian khá rồi. Chắc phải được 30 phút hơn. Thì mình sẽ cắt nhỏ miếng gan này ra. Đấy, khi mà gan ngâm xong ấy thì các bạn để thấy gan sẽ đục như thế này. À, và dĩ nhiên là trước khi mà mình ngâm gan thì mình đã rửa gan với nước rất là sạch rồi. Và các bạn cố gắng cắt gan, bỏ những cái phần mà gân cuống cuống này đi, vì nó thường sẽ có mùi hôi. Sau đó thì mình sẽ cắt ra thành từng miếng nhỏ. Wow, gan có sữa và mùi nó khác hẳn, béo hơn hẳn. Voilà, và bây giờ chúng ta chuẩn bị xay gan nha các bạn. Đó, chúng ta cho gan vào xay này nhé. Cộng với cả 3 miếng bánh mì đã ngấm sữa, tất cả cho vào xay. Tùy theo các bạn mà muốn ăn pate nó mịn hay là nó lợn cợn đến mức nào thì các bạn sẽ xay tùy theo khẩu vị các bạn thôi. Mình thì mình muốn nó vẫn còn hơi lợn cợn một tí. Đấy, gan xay dễ hơn hẳn thịt. Đây, gan nó sẽ như này. Sau đó thì mình sẽ cho ngược thịt lại để trộn với cả gan. Có cái máy đa năng này tiện thật đấy. Đấy, mình sẽ trộn ngược lại. Trộn một lúc là nó đều rồi. Đây các bạn nhìn này. Một hỗn hợp nhìn hơi bị kinh dị một tí đúng không? Tiếp đến thì mình sẽ cho hành và mỡ heo mình đã xào vừa nãy vào.
Các bạn hoàn toàn có thể làm những cái công đoạn này. Nếu mà các bạn không có máy thì các bạn trộn bằng tay nhé. Cái này không phải là bắt buộc, thì vì mình có máy mình lười thôi. Các bạn có thể trộn bằng tay hoàn toàn tất cả công đoạn này. À, quên mất, trước khi mà ấy thì mình phải cho thêm nó rất là nhiều tiêu. Bởi vì là pate thì phải có nhiều tiêu thì nó mới thơm được, không là nó sẽ bị tanh mùi gan cũng như là mùi thịt. Thì các bạn cứ xay ở đây thì thông thường mình sẽ cho vào ngần này nguyên liệu khoảng 20g hạt tiêu. Và các bạn có thể xay cho hạt tiêu nó vỡ to hơn thì nó cũng sẽ thơm hơn. Có những người thích ăn pate ấy, mà nó còn nguyên cái hạt tiêu, chúng ta chỉ cho vào trong cối dã dã cho nó vỡ làm đôi làm ba thôi, sau đó ăn là cắn vào cái hạt tiêu đấy, thì đấy cũng là một thể loại. Còn mình thì mình sẽ xay ở cái độ vụn như này, các bạn nhìn này. Rồi, tiếp đến vì là pate kiểu Việt Nam nên là sẽ có nước mắm. Mình sẽ cho vào đây khoảng 2 thìa canh nước mắm, 2 thìa rưỡi đi. Và sau đó thì mình sẽ đóng nắp lại, trộn nhẹ nhẹ, thật là nhẹ các bạn nhé. Mình sẽ xoay ngược lưỡi dao lại để không bị nát hành. Đấy, trộn như thế là được rồi. Tất cả những cái này có thể làm bằng tay, mình lưu ý cho các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ đổ cái hỗn hợp này ra khuôn và bắt đầu hấp cách thủy. Thì mình sẽ rải một lớp mỡ. Vừa nãy thì mình có nói các bạn là mình đã chuẩn bị mỡ để rải rồi đúng không? Chúng ta sẽ rải một lớp mỡ mỏng ở dưới đáy như vậy. Mỡ này thì các bạn mua ở hàng thịt heo có rất là nhiều. Về thì các bạn làm sạch, sạch da, làm sạch các thứ, rửa muối, các thứ cho thơm, cho yên tâm. Sau đó thì các bạn cắt ra hột lựu và rải một lớp mỏng ở dưới như này. Còn đây là phần hỗn hợp mà chúng ta đã xay, sau đó thì mình sẽ đổ lên trên. Bây giờ nhìn thì nó hơi bị kinh dị một tí, nhưng mà lát nữa thì cũng sẽ ổn thôi các bạn. Voila! Và bây giờ sẽ đến phần quan trọng nhất, đó chính là hấp pate. Và trước khi hấp pate thì mình sẽ phải sử dụng một lớp giấy bạc bịt ở trên mặt pate. Đó, để cho nước nó không rơi vào mặt pate. Mình cứ tính là mình không cần phải lật pate ra, nhưng mình quên mất là mình còn phải trộn pate. Nên là mình sẽ cắt bớt giấy bạc đi, hơi bị lãng phí, sorry cả nhà. Đây, và chúng ta sẽ cho vào nồi hấp. Thông thường ở nhà thì các bạn có thể hấp cách thủy, nhưng ở đây thì mình sẽ sử dụng nồi áp suất của mình để hấp. Bởi vì áp suất cao thì sẽ sinh ra hơi nước ở áp suất cao và nhiệt độ nó cũng sẽ mau chín hơn. Nếu mà các bạn hấp cách thủy thông thường thì các bạn sẽ hấp trong vòng khoảng 4 tiếng. Còn nếu mà các bạn sử dụng nồi áp suất như mình thì các bạn sẽ hấp khoảng hơn 1 tiếng là pate đã rất là chín và mềm rồi. Và mình sẽ hấp ở nhiệt độ cao nhất và áp suất cao nhất trong vòng khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Và chúng ta sẽ trở lại kiểm tra sau một lúc nữa. Các bạn thấy gì không? Phao mình đang ngồi lên 3 mức này. Và chuẩn bị là nó sẽ quá cái áp suất mà cái nồi này có thể chịu được. Nên là nó sẽ có một cái cơ chế an toàn, là khi nào mà quá cái áp suất đấy thì hơi nó sẽ tự xì ra, nó không giữ hơi trong đấy nữa. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ đun liên tục như này mà không có cái van an toàn đấy, thì nồi áp suất sẽ nổ tung và nổ như một quả bom. Ngày xưa mình đã từng nghe mẹ mình kể chuyện rằng là có nhà hàng xóm nổ mà bay cả trần nhà luôn. Bởi vì do cái nồi áp suất ngày xưa nó không đảm bảo. Còn bây giờ nồi áp suất hiện đại thì các bạn không phải lo, rất là an toàn, van an toàn, cực kỳ an toàn luôn. Và khi mà nó bắt đầu nó xì hơi như này, có nghĩa là vượt ngưỡng áp suất rồi, thì mình sẽ giảm lửa xuống còn khoảng 30% công suất thôi, để cho hơi nó luôn luôn duy trì ở mức áp suất cao nhất trong vòng khoảng 1 tiếng hơn, là đảm bảo pate chúng ta sẽ rất là nhừ và rất là mềm và ngon. Và hẹn gặp lại các bạn sau gần 1 tiếng nữa. Và bây giờ 40 phút đã trôi qua, thì bây giờ mình sẽ xả hơi cái nồi áp suất. Cẩn thận nhé, đừng bao giờ sờ vào cái luồng hơi này, không là sẽ bỏng tay, rất là nóng. Đây là cách mở nồi áp suất nhanh nhất có thể, còn nếu không thì thông thường các bạn sẽ chờ cho nó nguội dần dần thì các bạn mở. Đây là shortcut ấy, là đường tắt, nhưng mà dành cho những người nào thật là thành thạo thôi. Và sau khi mở ra ấy, thì nó sẽ hơi đặc một tí, thì chúng ta sẽ lấy cái này dầm nát ra một chút như này. Và chúng ta sẽ trộn cái phần mỡ dưới đáy lên nha các bạn. Các bạn nhớ là đảo cái mỡ ở dưới đều lên nhé. Sau khi các bạn dầm dầm này thì các bạn thấy là pate vẫn khá là cứng, nó còn chưa chín nên chúng ta sẽ phải hầm tiếp. Có lẽ là cái thời gian ước lượng là khoảng 1 tiếng hơn ở trong nồi áp suất của mình là không chính xác. Có lẽ chúng ta phải cần nhiều thời gian hơn thế. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hầm pate thêm các bạn nhé. Nhưng mà lúc này thì chúng ta cần đảo cái mỡ lên là đúng rồi đó.
Và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu hầm tiếp nha các bạn. Và mình sẽ cố gắng căn được cái thời gian chính xác trong nồi áp suất là bao nhiêu để nó có thể thật là mềm. 2 tiếng đã trôi qua rồi các bạn ơi. Và bây giờ mình hy vọng rằng là với sự tính toán của mình thì với sự tính toán của mình thì pate của mình đã nhừ rồi. Bởi vì ít nhất là cái nồi áp suất thì phải tiết kiệm cho chúng ta một nửa thời gian. Thì thông thường người ta sẽ bảo là ninh 4 tiếng, có những nhà ninh kỹ hơn đến 8 tiếng. Nhưng mà mình đã ninh khoảng 2 tiếng ở trong nồi áp suất rồi. Thì mình rất hy vọng là pate của mình đã ổn. Wow. Nước đang sôi sùng. Và có vẻ như là được đấy. Wow, mềm lắm các bạn ạ. Đó. Có 2 kiểu làm pate nha các bạn. Kiểu thứ nhất là kiểu như thế này, có nghĩa là pate lòng là cũng là pate Hải Phòng. Thì chúng ta sẽ múc cái này chúng ta dưới lên xôi, dưới lên cơm hoặc dưới lên bánh mì ăn. Kiểu thứ hai là chúng ta sẽ để nguyên một cục để phết lên bánh mì, thì chúng ta sẽ phải để pate khá là yên. Sau đó thì chúng ta sẽ hấp nguyên như vậy và sau đó thì sẽ để lạnh rồi ăn. Còn pate này thì chúng ta có thể ăn nóng được. Mình hôm nay mình làm một kiểu khác và hy vọng rằng đây sẽ là một sự gợi ý tuyệt vời cho các bạn để các bạn có thể làm. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần làm xôi thôi các bạn ơi. Và các bạn thấy pate ổn đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần xôi chiên. Đây là một món ăn mà mình ăn được ở một quán nhậu và mình rất là mê. Và mình nghĩ rằng nó quá là dễ làm nên hôm nay thì mình mới làm lại. Bởi vì là nó dễ làm quá nên mình làm cả pate đó các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắc một cái chảo lên. Sau đó làm nóng chảo. Dĩ nhiên là ở dưới đáy chảo thì chúng ta sẽ láng một lớp dầu nha các bạn. Một lớp dầu ăn. Và các bạn để nóng chảo. Còn ở đây thì mình sẽ bắt đầu bới xôi lên. Sau khi mà dầu đã nóng thì chúng ta sẽ cho xôi vào nha các bạn. Và các bạn sẽ sử dụng một cái xẻng, ôi chảnh xa đây, làm cho dễ này. Đó. Các bạn dẹt cái miếng xôi ra. À, tớ quên mất, hình như là còn phải cho ruốc, quên mất, thôi kệ. Tớ sẽ dẹt cái xôi ra như này các bạn ạ. Đó. Và sau đó thì chúng ta sẽ để như này và chiên một cách bình tĩnh thôi, cho đến khi xôi nó rút bớt nước và nó trở nên giòn hơn. Còn bên này thì mình đang làm mẻ xôi thứ hai. Cái mẻ xôi này thì mình trộn thêm cả ruốc vào để chúng ta chiên lên. Thì chúng ta ăn trong hạt xôi nó sẽ có ruốc. Các bạn tùy theo khẩu vị các bạn thì các bạn có thể trộn nhiều hay ít ruốc tùy ý nhé. Và bây giờ đến một màn mình rất hồi hộp. Wow. Chiên cho nó định hình thêm một tí nữa. Các bạn chiên cố gắng là lớp ở dưới này nó sẽ giòn giòn. Đấy. Nhưng mà cố gắng là đừng có xém xém như mình. Hôm nay mình hơi bị xém ở đây một chút. Nhưng mà chắc cũng không sao đâu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đặt lại. Và mình sẽ làm thêm một lớp nữa. Rồi sau đó thì mình sẽ cho lớp xôi mà mình đã trộn với cả ruốc vào. Hay còn gọi là chà bông. Lần trước mình nói là ruốc, rất nhiều bạn thắc mắc nên là lần này mình sẽ giải thích rõ ruốc hay còn gọi là chà bông nha các bạn. Và các bạn có thể thấy là sau khi mà dàn ra thì ở lẫn ở trong xôi này nó sẽ có các cái sợi ruốc rất là ngon. Đây cũng là một cách ăn xôi pate nhưng mà theo kiểu cầu kỳ hơn một tí và hợp với ăn nhậu. Cứ tưởng tượng buổi tối mà có cái đĩa này ăn cùng với cả một lon bia, không còn gì tuyệt vời hơn. Hay mình còn hay gọi theo một cách dân dã ở nhà mình là đời chỉ có thế các bạn ạ. Và sau khi mà các bạn cảm thấy là ở dưới nó bắt đầu giòn giòn ấy, thì chúng ta sẽ lấy pate Hải Phòng của mình ở đây. Đấy, tại sao nên mình làm pate ướt thì mình sẽ giải thích cho các bạn. Đó. Mình sẽ phết một lớp pate lên trên. Thông thường người ta ở hàng ấy, người ta phết rất là mỏng. Nhưng mà các bạn biết lý do tại sao Dino làm ở nhà rồi đó. Bởi vì chúng ta được ăn xôi thịt theo ý chúng ta muốn. Nên là mình làm ở nhà. Như vậy là các bạn có thể phết pate tùy ý các bạn nha. Không có một giới hạn nào cả. Không có một giới hạn về tiền lỗ, tiền lãi của nhà hàng. Tuyệt vời. Ăn ngập răng này thì sướng chứ. Và khi mà các bạn phết pate thì các bạn cố gắng để chừa lại cái diềm. Để tí nữa mình úp cái miếng xôi lên bề mặt thì nó đóng kín lại được. Và mình nghĩ rằng một cái chảo xôi này của Dino chắc nó phải rơi vào chắc cả 1000 kcal quá. Ăn xong cái này là các bạn nhớ phải đi tập, không là sẽ rất mập. Này, pate dày chưa?
Bây giờ chúng ta sẽ chờ một lúc. Đây các bạn nhìn này, cách mình xem này, xem ở dưới nó giòn chưa này, đó. Rồi, bắt đầu giảm nhỏ lửa được rồi. Và bây giờ thì mình sẽ úp cái xôi này của mình lên trên. Ồ, hơi lệch một tí. Và mình ép cái này lại. Cái này thực ra bây giờ cầu kỳ một chút nữa thì các bạn sẽ đưa toàn bộ cái này vào trong lò nướng để cho nó khô hơn. Nhưng mà thôi, ăn theo kiểu Việt Nam không có lò nướng thì đối với mình như này là gần được rồi. Đợi thêm một chút nữa cho nó giòn hẳn là được. Vậy là hôm nay thì mình đã chỉ cho mọi người cách làm món pate Hải Phòng. Đây là một cái món mà mình nghĩ rằng là các bạn rất nên làm bởi vì rất là ngon. Ở Sài Gòn ấy mình thấy rất là nhiều người rất hay bán pate, bởi vì pate hình như là một cái món mà chúng ta dễ bán, dễ làm, nhưng mà lại nhiều người không định lượng được cái định công thức làm sao cho nó vừa miệng nhất. Nhưng mình tin rằng vừa rồi thì mình đã chỉ cho mọi người cái định lượng mà mình rất là tự tin, thì hy vọng rằng mọi người có thể làm lại được. Và hôm nay thì với món pate Hải Phòng đấy thì mình đã kết hợp cùng với món xôi để làm ra món xôi chiên pate Hải Phòng. Và thực hư món xôi chiên pate Hải Phòng này nó như thế nào thì bây giờ chúng ta cùng thưởng thức nhé. Thì khi mà ăn ấy thì chúng ta sẽ lấy một cái kéo cắt cái miếng xôi ra, tùy theo cách các bạn cắt. Đây, mình sẽ cắt một cái miếng vừa ăn cho mình. Chắc cắt đôi lần nữa đi. Đúng. Bây giờ là đến khoảnh khắc của sự thật. Cái miếng này ít pate quá. Đây. Đây. Ngon. Đúng như hàng nhộng. Có chăng khác mà chưa đạt là cái lớp xôi nó hơi bị dày. Vừa nãy mình tán hơi lười. Nếu mà các bạn làm ra được một lớp xôi mỏng hơn chắc chắn sẽ còn ngon hơn nữa. Cái quyết định của mình cho trà bông này là tuyệt vời. Giống như là món xôi buổi sáng ăn trước khi đi học, nhưng mà được nâng cấp lên 5 lần ấy, cầu kỳ và dễ ăn hơn. Wow, thì muốn kết thúc luôn cả cái đĩa này. Nhờ kết thúc luôn cả đĩa này thì có lẽ à khỏi ăn tối luôn. Vì vào đĩa này nó trị giá đến khoảng hơn 1.000 kcal. Ăn trong đĩa này là chắc phải đi chạy khoảng 5 cây thì mới tiêu thụ hết được. Vậy là hôm nay thì mình đã giới thiệu cho mọi người một món ăn mà mình rất là tự tin là nó sẽ ngon và nó bắt buộc phải ngon. Và hy vọng rằng đây là một cái gợi ý để mọi người có thể làm theo. Nếu mà mọi người có làm theo ấy thì hãy quay lại ở trên story, trên Instagram hoặc trên Facebook và nhớ tag mình Dino Vũ X hoặc là Vũ Dino ở trên Facebook thì mình sẽ share lại ngay. Và đó là một niềm vinh dự của mình vì mình tin rằng các bạn làm sẽ còn hoàn hảo hơn mình nữa. Vì tập trước thì mình đã làm bánh rán mật và bánh rán đường và mình thấy các bạn làm bánh rán đẹp hơn mình biết bao nhiêu lần. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Nhớ subscribe cho mình bởi vì mình sẽ trở lại vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ chào tạm biệt. Bye bye.